Xin chào các bạn. Động tác handstand hay là trồng chuối là cái động tác ở cấp độ 6 trong bảng độ khó thì sử dụng cụ. Về khó, độ khó thực sự nó cũng không hẳn là khó, nó chỉ qua nó có thêm cái mức độ là thăng bằng và nó liên quan đến thần kinh một chút đấy, để cảm nhận được cái thăng bằng, giữ vị trí thăng bằng tốt. Nên là có đối với nhiều người cũng khá là khó tập, không phải ai cũng dễ tập. Có những người mà thần kinh tốt một chút thì là cái việc là khi mà trồng ngược người thì máu dồn lên não thì nó bị căng thẳng một chút, thì là với người thần kinh tốt thì họ chịu đựng được cái việc đấy tốt hơn, làm quen được cái điều đấy nó dễ dàng hơn. Nên cái việc mà họ cảm nhận cái thăng bằng tốt và tập luyện cái động tác handstand tốt hơn với những người mà thần kinh hơi yếu một chút. Ngoài ra thì còn liên quan đến cổ tay nữa, thì có những người mà trước đây vận động thì là cổ tay nó khá là tốt rồi, hay là sau quá trình tập những cái bài khác cái động tác thì cái cổ tay tốt rồi thì cái việc là họ trồng chuối cũng sẽ tốt hơn. Hôm nay thì mình sẽ liệt kê ra lại một số cái lưu ý chính và quan trọng trong việc thực hiện động tác handstand, tập luyện động tác handstand để các bạn tập luyện động tác được dễ hơn và nhanh hơn. Đầu tiên thì chúng ta vẫn phải có cái lưu ý thứ nhất về vấn đề chấn thương ở cổ tay. Mà rất nhiều người tập handstand bị chấn thương cổ tay do cái việc là chống xuống nó bị gập về phía trước rất là nhiều, nên nó bị chấn thương cổ tay. Đây thì các bạn sẽ xem ở cái video mẹo hướng dẫn một số cái bài tập hồi phục chấn thương ở trên kênh YouTube của Tổ chức Thể dục Đường phố Việt Nam. Đây, thì các bạn sẽ xem ở đấy có những bài khởi động và hỗ trợ hồi phục chấn thương hay những bài khởi động để phòng tránh chấn thương cổ tay. Đấy là lưu ý thứ nhất. Vấn đề lưu ý thứ hai đó là về vấn đề cảm nhận thăng bằng. Bởi vì như vừa nãy mình cũng nói rồi thì cái việc tập luyện handstand nó còn liên quan đến vấn đề thăng bằng máu rồi lên não, làm cho dây thần kinh căng thẳng. Nên là cái việc tập handstand nó phải ở cái lúc, cái thời điểm mà cơ thể, cái não của mình thoải mái và khỏe nhất và nó cảm thấy hưng phấn nhất. Tức là sao? Tức là ta nên tập và những cái lúc mà cơ thể của chúng ta cảm thấy khỏe khoắn này, nó thư giãn, cảm thấy nó thoải mái, thời điểm đó là lúc mà nó thường rơi vào cái đầu buổi tập. Trong cái video hướng dẫn handstand tập số 7 của Tổ chức Thể dục Đường phố Việt Nam, mình cũng đã nói rồi là chúng ta nên tập handstand vào đầu của buổi tập. Chúng ta dành 10 cho đến 20 phút thời điểm đầu buổi tập, tốt hơn rất nhiều cho việc là chúng ta tập vào giữa buổi hay là vào cuối buổi, chúng ta dành cả tiếng hay là cả 2 tiếng tập cũng không tốt bạn. Đấy, cái lúc thời điểm đấy là não bộ chúng ta nó cảm thấy nó thoải mái nhất, nó ít bị áp lực nhiều nhất thì ít bị áp lực nhiều nhất, thì lúc đó thì cái việc cảm nhận cái vị trí thăng bằng của chúng ta sẽ tốt hơn. Tức là khi mà chúng ta đưa chân lên đấy, thì cái cảm nhận thăng bằng của chúng ta tốt hơn. Mà bởi vì lúc đấy chúng ta cảm thấy nó đang khỏe thì não đấy nó không phải bị chịu ảnh hưởng các tác động khác từ các cơ nhóm cơ hay từ những cái vị trí khác của cơ thể. Đấy. Nên chúng ta sẽ tập handstand sẽ tốt hơn, chỉ cần dành khoảng tầm 15-20 phút cứ thời điểm đầu để tập thôi, không cần nhiều. Nên lưu ý đấy tưởng chừng là đơn giản nhưng mà thực sự rất là quan trọng. Rất nhiều người bạn phân lờ vấn đề đấy. Các bạn tập handstand vào giữa buổi học cuối buổi thôi, chúng ta dành rất nhiều thời gian để tập, nhưng mà cái việc cảm nhận thăng bằng không tốt. Các bạn có thể tập ít handstand ít cũng được, nhưng mà quan trọng là cái thời điểm tập nó phải hợp lý. Đây, nên là các bạn tập vào cái buổi đầu buổi tập hoặc là cái thời điểm nào mà các bạn cảm thấy khỏe thì các bạn
nên tập, còn không thì thôi, không cần thiết, không cần thiết. Đây, bởi vì nhé, cái động tác handstand chúng ta thì chúng ta cũng biết rằng là chúng ta sẽ sử dụng hai đầu bàn tay chúng ta ấn xuống đất hay là cầm banana. Nếu mà ấn xuống đất này nhé, thì sao? Thì cái điểm nối giữa hai đầu ngón tay này và hai cái lòng bàn tay này dựng lên nó sẽ thành hai mặt phẳng này, để cắm thẳng xuống vuông góc với cả mặt đất, tức là cái lòng bàn tay của chúng ta sẽ có cái độ rộng như này, chẳng hạn hai tay đặt như này đấy, thì chúng ta có cái độ rộng này, chúng ta hất lên thì cái trọng tâm làm sao nó cứ ở trong cái vị trí từ mặt phẳng này sang mặt phẳng bên này thì chúng ta giữ được tốt. Ok, đấy, giống như parallax thì cũng thế, thì chúng ta sẽ có cái thu hẹp khoảng cách hơn, cái trọng tâm cơ thể của chúng ta nó rơi vào cái điểm vị trí của hai lòng bàn tay, thì chúng ta sẽ giữ handstand. Còn với các bước tập thì mình cũng đã làm lại một cái video về các bước tập rồi, đã up ở trên kênh YouTube của Tổ chức Thể dục Đường phố Việt Nam và trên Facebook các bước cơ bản tập đối với handstand, tập handstand. Đấy, thì các bạn sẽ nên chú ý vào cái việc này, dựa tường và đẩy chân ra lấy thăng bằng, đẩy chân ra lấy thăng bằng. Đấy, đến lưu thứ ba khi bạn tập handstand, bạn nên để ý cái động tác đấy, nên bạn sẽ đá chân lên tường, sau đó bạn đưa chân ra bên ngoài lấy thăng bằng. Lưu thứ tư bạn nên tập nữa, đó là bạn chống đánh đất, bạn bật chân lên để tìm cảm giác thăng bằng. Thì cái bài đấy bạn nên tập vào đầu buổi tập này. Còn về sau rồi, nếu bạn cảm thấy rằng cái việc đá chân lên nó bị mất thăng bằng, nó cảm nhận rất khó, thì bạn lúc đấy bạn nên tập thể lực nhiều hơn, tức bạn tập dựa tường và bạn cứ giữ. Ok, bạn giữ thôi, giữ để tập thể lực cho vai và cổ tay. Đây, đây là lưu ý thứ tư. Còn lưu ý nữa, đó là cái việc bạn phải, em sẽ để vai, để các bạn tập handstand để được hết vai. Okay, thì cái việc đấy là em sẽ buộc vào vai như này, bạn chống dưới đất hoặc là bạn chống ở trên tường, chống trên tường, cố gắng để hết vai hoặc chống dưới đất để hết vai. Ok, cái vấn đề đấy là bạn nên khởi động vào đầu buổi tập, tức là trước khi tập handstand bạn nên khởi động. Khi nên khởi động đấy thì cơ thể của chúng ta lúc đầu thì sẽ cảm thấy nó hơi mệt một chút, nhưng mà các bạn sau khởi động, bạn nghỉ khoảng tầm 5 phút thì lúc đó cơ thể của chúng ta bắt đầu khỏe hơn, cái dây chẳng của chúng ta tốt hơn, khớp chúng ta tốt hơn, hay là nhóm cơ của chúng ta linh hoạt hơn, thì cái lúc đó chúng ta có sự chuyển động của cái vị trí trọng tâm thăng bằng, chúng ta cảm nhận nó tốt hơn rất nhiều. Đấy, lưu ý thứ 6. Ok, đây, còn cái các bước tập handstand và một cái lưu ý như thế thì mình nghĩ rằng các bạn nên chú ý những cái lưu ý này. Nếu mà bạn muốn tập handstand vững và nhanh, còn nếu mà bạn cứ phớt lờ mấy cái lưu ý đấy thì có thể thôi, mình cũng không, từ giờ mình sẽ không trả lời về các vấn đề liên quan handstand nữa. Ok, có lẽ là video chúng ta tạm dừng ở đây thôi, bởi vì mình thấy như vậy là đủ rồi. Xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn các bạn có những vấn đề thắc mắc nào thì các bạn comment phía dưới thì mình sẽ cố gắng làm các video mình hướng dẫn trả lời lại những vấn đề khác nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn tập handstand tốt và nhanh được đạt hiệu quả nhất. Bye.